Cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, tình hình chiến tranh càng thêm khốc liệt bởi lúc đó hầu như nước nào cũng không giấu dã tâm thôn tính đất đai của mình. Đến năm 300 trước công nguyên, các cuộc chiến tranh nổ ra càng nhiều, quy mô cũng trở nên lớn hơn. Các nước thi nhau phát triển quân binh, thu nạp nhân tài và cũng không ít người thành danh trong thời kỳ này. Trong số các nước, Tần là một quốc gia có quân đội hùng hậu hơn hẳn. Tần Chiêu Vương không giấu được tham vọng đánh phá các nước mở mang đất đai của nhà Tần từ năm 300 đến 260 trước công nguyên. Ông tổ chức nhiều cuộc tấn công với các nước chư hầu như Hàn, Triệu, Ngụy. Tướng quân Bạch Khởi là người được tin tưởng cho thống lĩnh hầu hết những trận chiến này. Bạch Khởi là người huyện mi của nước Tần. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã yêu thích binh pháp, rất thường hỏi người cha về chiến sự. Sau khi lớn lên, trong tình trạng các nước giao tranh liên miên, các tướng ra trận cũng chết vô số kể. Các nước tranh nhau chiêu dụ tướng giỏi và đó cũng là cơ hội để Bạch Khởi biểu lộ được tài năng quân sự của mình. Quả nhiên trong suốt 37 năm cầm quân, lúc vào sinh ra tử nhưng gần như chưa có trận thua nào. Ông lập được rất nhiều chiến công to lớn bao gồm giết quân địch và cướp đoạt nhiều thành trì, giúp cho nước Tần bước đầu làm chủ bốn phương và tiến đến thống nhất lãnh thổ, thâu tóm lục quốc. Khởi đầu đáng chú ý nhất là năm 318 trước công nguyên, trận Hàm Cốc lần thứ nhất nổ ra giữa Tần và liên minh năm nước Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, khi đó Bạch Khởi mới gần 15 tuổi. Ông mãi chinh chiến đến năm 260 trước công nguyên, trận Trường Bình là trận cuối, lúc này công lao của đại tướng quân này quá to lớn. Đó cũng lúc câu thành ngữ con thỏ khôn đã chết, con chó săn tắt bị mổ lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Mặc dù là danh tướng rất giỏi nhưng số phận của Bạch Khởi lại gắn liền với các thừa tướng nhà Tần. Đầu tiên được thừa tướng Sư Lý Tật phát hiện tài năng được thăng lên Bách Phu trưởng. Đến năm 300 trước công nguyên, sau khi Ngụy Nhiễm được nhận chức thừa tướng, Ngụy Nhiễm có mắt tinh đời nhận ngay ra tài năng kiệt xuất về quân sự của Bạch Khởi. Hết lời tiến cử với Chiêu Tương Vương của Tần và được vua tin tưởng trao cơ hội lãnh binh, Bạch Khởi liên tục lập được kỳ công. Ông được Tần Chiêu Tương Vương thăng lên chức đại lương tạo hay là đại tướng, là chức quan lớn nhất chuyên trách về quân sự của triều nhà Tần, đồng thời giúp Tần Chiêu Tương Vương hiểu rõ thêm một điều là không cần tới quân số đông đảo vẫn có thể chiến thắng nếu như do tướng tài giỏi lãnh đạo. Mặc dù được tăng chức tước cao như vậy, nhưng đến đời thừa tướng Phạm Thư, đại tướng Bách Chiến Bách Thắng này cũng không tránh khỏi việc bị gièm pha và Tần Vương bắt ông phải chết. Nói về những danh tướng, chúng ta không thể không nhắc về những trận chiến đã làm nên tên tuổi của họ. Dưới đây là những trận chiến tiêu biểu của đại tướng quân Bạch Khởi, trận Y Khuyết. Năm 294 trước công nguyên, Bạch Khởi lại được tin tưởng cho thống lĩnh một đội quân lớn, đối phó với liên quân Hàn và Ngụy tại núi Y Khuyết. Một trận chiến nhiều khó khăn và cũng là trang sử oai hùng của Bạch Khởi bắt đầu vang dội. Khi ấy nhờ liên kết với nhau nên quân hai nước Hàn Ngụy rất đông, nhiều tướng soái mà không ít người đã nổi danh từ lâu, như Công Tôn Hỉ nước Ngụy làm chủ soái. Thế nhưng với số quân ít hơn nhiều lần, Bạch Khởi vẫn can đảm đối địch, không dùng sức mạnh của quân Tần để đối đầu mà đưa ra kế sách đánh phá từng phần. Bẻ đũa từng chiếc, do ông nắm được tình hình hai nước là không đồng lòng đoàn kết chống Tần, ai cũng muốn bảo toàn lực lượng của mình. Hàn trong hoàn cảnh yếu thế nên hy vọng quân Ngụy chủ động tiến công, nhưng quân Ngụy thì muốn dựa vào sự tinh nhuệ của quân Hàn nên muốn để quân Hàn xung phong. Nhận ra tình thế đó, Bạch Khởi trước hết bày nghi binh kìm chân quân chủ lực nước Hàn, sau đó đột ngột Bạch Khởi cho quân tấn công quân Ngụy như vũ bão. Quân Ngụy không ngờ tới đành chịu đại bại. Khi ấy, số quân còn lại của Hàn cũng rất đông, nhưng nghe tin cảm thấy kinh hồn thi nhau rút chạy, thừa thắng quân Bạch Khởi truy kích giết được hơn 24 vạn quân Hàn và Ngụy. Đồng thời ông cũng bắt sống được Công Tôn Hỉ của nước Ngụy, rồi liên tiếp hạ luôn mấy thành trì rồi mới dừng. Trận Yên Dĩnh. Năm 284 trước công nguyên, hai nước phía đông xảy ra biến cố. Tề Mân Vương lên ngôi rồi tiến hành nhiều việc tàn ác, Yên Chiêu Vương với mối thù không đội trời chung với Tề nên kiến nghị các nước cùng hợp quân đánh Tề. Trong danh sách đó không có nước Tần, nhưng Tần vẫn đề nghị được tham gia. Mục đích của Tần Chiêu Vương rất rõ ràng là muốn làm suy yếu các nước mạnh như Tề, Sở. Nước Tề sau khi bị liên minh các nước hợp lại tấn công, nhiều thành trì bị chiếm và binh lính chết vô số nên yếu đi hẳn. Do vậy chỉ còn Sở nên năm 279 trước công nguyên, Bạch Khởi tấn công nước Sở. Ông tiến xuống phía nam, toan tính trước tiên là chiếm lấy Yên Thành rồi chiếm Dĩnh Đô. Bạch Khởi chỉ huy cho tướng giữ đất Thục là Trương Nhược chỉ huy, từ Tứ Xuyên tiến xuống tấn công các đất Vu, Tạc, Kiềm, rồi theo Trường Giang tiếp tục tiến xuống phía đông. Phối hợp với quân của Bạch Khởi chia cắt quân Sở thành hai phần, quân Tần di chuyển thần tốc, nhanh chóng chiếm được Đặng Thành, rồi tiến đến Yên Thành, do thành này là một căn cứ địa hết sức quan trọng của Sở. Nếu để mất thì Dĩnh Đô chắc chắn không giữ vững được,
Vậy nên Bạch Khởi gặp sự chống cự mạnh mẽ của quân binh nước Sở, cảm thấy không thể trực diện tấn công, Bạch Khởi quyết định dùng thủy công để triệt phá Yên Thành. Khi ông quyết định ngăn dòng chảy của sông Yên Thủy, sau đó bất ngờ phá đập. Thế là dòng nước lũ kinh người ào vào thành. Vừa lúc đó quân Tần tiến vào, quân Tần đi tới đâu quân nước Sở tan rã bỏ chạy đến đó. Bạch Khởi chiếm Dĩnh Đô, đánh dấu giai đoạn hoàn toàn suy sụp của nước Sở. Nếu xét công lao của ông thì rất xứng đáng là công thần bậc nhất của nước Tần. Trận Hoa Dương. Sau khi làm suy yếu xong nước Sở, Tần Vương lại bắt đầu quay về phía Tây. Khi đó hai nước Hàn và Ngụy không còn là đối thủ nữa, duy nhất chỉ còn lại nước Triệu với khá nhiều danh tài phò tá như Lạn Tương, như Triệu Sa, Liêm Pha. Vậy nên cứ mặt trận nào có tên nước Triệu là Tần Vương rất thích thú giao chiến. Vào năm 273 trước công nguyên, Triệu, Ngụy hai nước liên thủ tấn công Hoa Dương nước Hàn. Hàn sai người cầu cứu nước Tần, Bạch Khởi nhận lệnh của Tần Chiêu Tương Vương, bất ngờ tiến đánh Hoa Dương. Đây là vùng đất hết sức quan trọng, được liên quân Triệu Ngụy bảo vệ, nhưng họ quá lơ đễnh bởi nơi đây cách đất Tần khá xa. Lần này Bạch Khởi dùng kế sách tốc chiến tốc thắng bí mật cho quân tiến nhanh như vũ bão. Sau 8 ngày bất ngờ xuất hiện ở mặt trận Hoa Dương khiến quân Triệu Ngụy không kịp trở tay, bắt sống được một lúc 3 tướng lĩnh, còn binh sĩ Triệu Ngụy chết vô số. Bạch Khởi lại tiếp tục tiến đánh đoàn quân chủ lực của nước Triệu do Giả Yển chỉ huy. Đã biết tin tức những trận vừa qua, vừa nghe thấy tên Bạch Khởi, quân nước Triệu đã hoảng loạn, thi nhau bỏ trốn. Đến năm 271 trước công nguyên, nước Tần thay thừa tướng, Ngụy Nhiễm bị bãi chức, thay vào đó là Phạm Thư Thế chỗ ông. Bạch Khởi cảm thấy lo lắng như bị mất đi thế lực chống lưng trong triều. Đại chiến tại Trường Bình. Năm 262 trước công nguyên, Bạch Khởi đánh nước Hàn, chiếm được đất Dã Vương rồi tiến thẳng đến Thượng Đãng. Nhưng tướng chỉ huy ở Thượng Đãng là Phùng Đình đã dâng Thượng Đãng cho nước Triệu, khiến Tần Vương rất tức giận, sai Vương Hà tấn công quyết lấy bằng được Thượng Đãng và mang thủ cấp hắn về. Thế vậy, Phùng Đình chạy sang nước Triệu, lập tức Vương Hạt cũng tiến vào đất Triệu, bao vây tướng giữ thành là Liêm Pha, Phùng Đình, trùng trùng điệp điệp tại Trường Bình. Sau nhiều tháng mà quân Tần không sao hạ được thành, tướng quốc nước Tần là Phạm Thư dùng kế phản gián, khiến tướng Liêm Pha bị thay bởi Triệu Quát, là người rất am hiểu binh pháp nhưng vẫn không nắm rõ sự ứng biến mới thực là căn bản của chiến trận. Sau khi lên thay Liêm Pha, dựa vào uy thế của người cha là Triệu Sa, tỏ ra ngông cuồng tự kiêu, không coi bất cứ danh tướng nào ra gì. Khi đó Vương Bôn và Vương Lăng ra giao chiến, Giả Thua dẫn dụ Triệu Quát đánh thẳng vào trung quân. Triệu Quát từng giao chiến với hai tướng Tần này nên rất khinh thường, lập tức xua quân đuổi theo truy kích. Được một lúc, bất ngờ Hồ Thương mai phục xông ra cắt đứt chia quân Triệu làm hai phần. Trong khi đó hai tướng Tần là Tư Mã Thúc và Tư Mã Ngạnh thì luồn ra phía sau tiến đánh chiến lũy. Lúc ấy Triệu Quát đã nhận ra mình lọt vào thế trận của địch, kinh hãi tìm đường tháo chạy, nhưng từ phía đều đã bị Bạch Khởi phân bố các tướng trấn giữ. Khi quân Triệu xông ra đều bị cung tên bắn ngược vào. Lúc này Bạch Khởi ra lệnh dương cờ mình lên, nhìn thấy Triệu Quát hoảng sợ tay chân rụng rời, cầm cự được 46 ngày thì hết lương thực. Triệu Quát mở đường máu xông ra phá vòng vây nhưng bị giết chết trong lúc đó. Bạch Khởi xét theo tình hình biết rằng không cần phải đánh nữa cho tốn sức, cho quân kéo cờ chiêu hàng. Toàn bộ quân Triệu lập tức quy hàng, số quân Triệu hàng hơn 20 vạn. Bạch Khởi chia số quân Triệu đầu hàng ra, làm 10 trại riêng biệt rồi phái 10 tướng kết hợp với 20 vạn quân Tần để kiểm soát. Bạch Khởi cũng xuống lệnh giết bò ban rượu cho quân Triệu đầu hàng ăn uống. Nhưng đêm hôm đó Bạch Khởi bàn với các tướng giết hết toàn bộ lính quy hàng, vì mang họ đi khiến việc tiến công chậm chạp, giữ lại tốn thêm lương thảo, thả thì lại sợ họ hàng làm mạnh thêm cho các nước khác. Nên trong đêm tối mịt mù chẳng ai nhìn rõ ai, chỉ có tiếng kêu khóc vang trời, toàn bộ số binh trước và sau khi hàng tính ra khoảng 45 vạn đều bị giết sạch. Bạch Khởi thừa thắng định chuẩn bị đánh thẳng vào Hàm Đan, thì Phạm Thư can gián khiến Tần Vương ra lệnh ông rút quân, biết là do kế sách Phạm Thư. Từ lúc đó ông có bệnh không chịu dẫn quân đi đánh Triệu nữa. Ông nhiều lần bị Phạm Thư gièm pha với Tần Vương rằng muốn chống lệnh không đi. Tần Chiêu Tương Vương giận dữ, đày Khởi ra âm mật, rồi ép phải tự sát. Cái chết của Bạch Khởi khiến cho tham vọng của nước Tần bị chậm lại rất lâu. Nếu sau này không xuất hiện một Minh Vương là Tần Vương Doanh Chính với những danh tướng lưu danh trong lịch sử như Mông Điểm, Vương Tiễn thì rất khó thống nhất được Trung Hoa. Về Bạch Khởi tuy là đại tướng quân bách chiến bách thắng, nhưng tên ông luôn gắn liền với vết nhơ là một kẻ quá hiếu sát và khát máu.